phải phải học. Và hôm nay bà con chúng ta lại hội tụ về đây để gặp mặt giao lưu lần thứ bảy. Và hôm nay cũng tôi thấy là bà con đến rất là đông vui, là tôi người trong ban tổ chức rất là vui mừng. Và bây giờ là tôi sơ qua cái quá trình hoạt động của hội chúng ta trong 7 năm vừa qua. Cái điều thứ nhất là hội chúng ta đã làm được một cái việc làm mà tôi thấy rất ý nghĩa nhất, đó là hàng năm từ đến dịp Tết cổ truyền của quê hương thì hội chúng ta đều có những cái phần quà gửi về cho hội khuyết tật của quê nhà. Năm nào cũng thế, ba phần dự đúng về phong tục như thế, cho nên là tôi thấy cái việc đó rất là ý nghĩa và rất là thể hiện được cái tinh thần lá lành đùm lá rách của hội chúng ta. Còn năm vừa qua thì thấy bên gì của hội khuyết tật quê nhà có gửi sang một cái lá thư để cảm ơn hội quan phủ chúng ta. Tí nữa thì sẽ có một người trong ban chấp hành sẽ đọc thì hơi dài một chút, nhưng mà tôi thấy trong này có một cái câu thơ đọc xong tôi thấy rất là cảm động, nên tôi thích một đoạn hai ba câu để mọi người cùng nghe. Mồ côi cha cháu thua mẹ bàn, ăn không no áo mặc, qua ngày ham đến trường tiền bạc tiền sao đây, mẹ nắng hai xương, một nắng hai xương, mẹ tháng ngày tất bật. Tôi chỉ thích một đoạn ngắn trong cái thơ của hội khuyết tật từ sáng cho hội chúng ta. Đấy, thì việc làm của hội chúng ta là thay vì thói quen, cho nên là hội khuyết tật bây giờ cứ đến hàng năm cứ đến Tết là cứ chơi quà của hội đồng hương quán của hội đứng gửi về. Cho nên cái việc này chúng ta nên duy trì và phát triển thêm để cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà có được cái niềm vui nho nhỏ. Và cái thứ hai là cái công tác hiếu và hỷ, thì bất kể cái hội đoàn nào đều có là cái chuyện hiếu và hỷ. Bây giờ cái hiếu của hội quán của chúng ta thì đã làm rất là, theo tôi thì rất là khá tốt, nếu nói tốt thì cũng đúng vì cái gì cũng có cái sai sót trong đó, nên tôi được nói là hội chúng ta đã làm khá tốt. Tốt hơn là tất cả những cái gia đình hội viên nào mà có chuyện không vui chuyện buồn, hội là từ người đến để đồng viên an ủi những cái gia đình mà có chuyện buồn. Đấy, tôi thấy là cái việc đó là hội đã làm rất tốt. Nhưng mà cái thứ hai là gọi là hỷ, thì lâu nay hội chúng ta đã có một cái sai sót là lúc đầu chưa để ý đọc cái chuyện đấy, nhưng mà bây giờ là nam thánh nữ tổ với nhà là lần lượt rủ nhau sang đức để làm nghề vậy rồi, thì thanh niên mà lớn thì cũng phải lập gia đình, cho nên là sẽ có những cái đám cưới sẽ xảy ra ở công an an lúc này thường xuyên. Cho nên là vừa qua tôi có thông qua một ý kiến của anh em trong ban chấp hành, thì kể từ năm nay hội quán của chúng ta sẽ có thêm một cái điều lệ là sẽ có những món quà để chung vui cùng những cái gia đình mà có hỷ, gọi là có những cái đám cưới á, cho những cái thế hệ thứ hai đang lớn rồi thì cùng sẽ có nhiều đám cưới và thanh niên ở trong làng cũng sáng lên rất nhiều, cho nên là thông báo bà con như thế là sẽ có, nếu như hội viên nào có cái đám cưới thì thông báo với hội thì hội sẽ kịp thời có những cái món quà để chung vui cùng gia đình. Đây là hai vấn đề hiếu và hỷ của hội chúng ta là tôi thông báo cho bà con như thế. Và cái thứ ba nữa là năm tới đây chúng tôi sẽ có những cái phần thưởng cho những cháu nhỏ của thế hệ thứ hai mà có kết quả học tập tốt, thì bảo lên rồi hồi để hồi sẽ kính thưa cho những tặng quà cho những các cháu có kết quả học tập tốt. Như hôm nay thì tôi rất là điều dưỡng cái đội văn nghệ của xã Phong Phú, mặc dù trong cái thời gian rất là ngắn khoảng 2 tuần thôi, nhưng mà hồi chúng ta là hồi phụ văn nghệ của xã chúng ta là cho ra mấy tiết mục văn nghệ mà tôi cảm thấy là tôi có đến thăm các cháu tập luyện, có thể không khác gì những gì nhưng mà chuyên nghiệp của các đoàn nghệ thuật, cho nên tí nữa bà con sẽ xem các cháu một điều gì rất là đẹp. Đấy là cái công tác của hồi, và để cho bà con không mất thời gian xem các cháu điều gì này thì tôi sẽ thay mặt hội quán phủ xin cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các vị khách mời cùng bà con hôm nay là đến đây chung vui cùng
Hồi cảm ơn tổng biên tập báo ở Biên Báo, chị Bình Nga, nhà báo Bình Nga, anh Lê Thanh Hải quay phim, ban nhạc Quang Màu và MC Việt Tiến. Cảm ơn nhà hàng Đức Anh Quán phục vụ cho bà con chúng ta một buổi tối thật là vui vẻ. Vâng, tất cả chúc mọi người một buổi tối. Vâng ạ.